đàn nhị có 2 dây, đàn nhị còn có một tên gọi khác đó là đàn cò. Vì sao được gọi là đàn cò? Một, đầu đàn giống như là đầu con cò, hai, thân đàn giống cái cổ cò và giống chân cò. Đặc biệt là tiếng kêu của cái đàn này giống như là tiếng cò. Đàn nhị được sử dụng đàn dân ca, âm hưởng dân ca, nhạc tài tử, đàn ca tài tử và các thể loại và nhạc khác. Bây giờ chúng ta đến với nghệ sĩ Duy Phương. Biết bài gì thì giơ tay, nhưng mà không được con có quyền hát theo.